Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Tôn Ngộ Không Việt Nam nha. Các bạn nhớ bấm like và subscribe kênh của Ngộ Không nha. Rồi, và hôm nay Sang sẽ giới thiệu cho các bạn đây là cây gậy Như Ý đó, và vừa được sáng chế xong nha đó. Đây là cây gậy khác với cây gậy bình thường tí là nó có đèn nha các bạn đó. Bạn nhìn kỹ nha. Cây gậy này Ngộ Không đã thiết kế tháo được 3 khúc nha, để mình đem đi đâu diễn cũng được hết. Và hôm nay Sơn sẽ thử cây gậy Như Ý này cho cả nhà cùng xem nha. Rồi quay xa ra một tí nha. Bắt đầu nha. Đây hơi chậm nha. Cái cây gậy này á, để thiết kế cho Ngộ Không đi diễn á, nên là cái cây gậy này có thể đổi màu nha các bạn nè. Mình sẽ bấm ở đây nè. Và bây giờ Ngộ Không sẽ đi ra một cái chỗ rộng hơn để quay cho cả nhà cùng xem nha. Đây. Rồi, chào các bạn nha. Và bây giờ Sang đã ra một cái sân rộng hơn để thử quay cây gậy này nha. Tại nãy trong nhà chặt quá, quay đổ đồ tùm lum luôn, với lại chúng vô cái này cái kim lum, thì Sang đã ra đây và quay một cái thử thách, đó là bịt mắt quay gậy nha. Đó, bây giờ mình quay bình thường trước đi nha. Rồi, để một thôi, bây giờ mình sẽ bịt mắt quay nha. Rồi, bịt mắt đi. đèn cái. Cuối cùng cũng hoàn thành xong cái thử thách là bắt quay gậy nha. Và nói chung là cũng không khó lắm, tại mình quen cái động tác tay rồi đó. Cái nhà mà các bạn muốn tập quay gậy, mình quan trọng là quen cái cảm giác tay thôi, chứ thật ra mình quay lúc mà mình mở mắt hay không, hay là bịt mắt gì cũng vậy thôi nha. Nhưng mà chắc chắn là mở mắt sẽ dễ hơn rồi. Rồi bây giờ đi vô nha. Tay với Ngộ Không cái đi, tay Ngộ Không cái, đây chụp tấm hình với chú nha. Rồi đến đây, rồi, rồi chụp tấm hình, cười lên, chào, chào đi, rồi chụp tấm hình nè, cười lên, giờ thôi đừng có vừa tay, rồi đi nè, đó cười lên. Đi ba làm vú giờ muốn qua chú đi nè, đứng tại đây rồi bye. À, nhưng muốn quay trong tối nữa hả? Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube của Ngộ Không nha. Và nói chung là lần đầu tiên mình quay với cái gậy này là lần đầu tiên mình làm xong luôn. Nó cũng còn hơi trục trặc với là nó hơi nặng á, là mình phải khắc phục thêm nữa. Nên là nó cũng chưa có được quen tay lắm, nên là lần sau mình sẽ chắc chắn mình quay sẽ đẹp hơn nha cả nhà. Và từ đầu clip á là mình có quay cái shop Tôn Ngộ Không Việt Nam đó. Đó là shop của mình mà vừa khai trương để dành cung cấp những cái trang phục Ngộ Không nhí cho tất cả các bạn mà đam mê nhân vật Tôn Ngộ Không biểu diễn, và cũng như các bạn nhỏ. Và nếu mà ở trong khu vực Sài Gòn á mà ba mẹ nào hoặc là các bạn nhỏ nào mà yêu thích Ngộ Không á thì Ngộ Không sẽ đến trực tiếp để mình giao luôn. Giao để gặp cho các bạn, chụp hình giao lưu với các bạn nha. Đó, còn ở xa quá thì nếu mà có dịp nào đó thì mình sẽ cũng đến luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của Ngộ Không nha. Thì hiện tại là những cái trang mà bán hàng của Ngộ Không là có trên Lazada nè, Shopee nè. Các bạn chỉ cần bấm shop Tôn Ngộ Không Việt Nam nha, là có hình của Sang trên đó đó. Các bạn có thể là lên đó mình nhìn thấy mà có cái hình Tôn Ngộ Không rồi hình Sang, đó là chính là shop của Sang đó. Các bạn nhớ ủng hộ cho Sang trên các trang Shopee, Lazada nha. Rồi thì Sang có để một cái link ở dưới kênh YouTube đó. Các bạn nào mà không có tìm được thì có thể bấm vào cái link đó, mình trực tiếp mua hàng trên đó nha. Rồi bye bye tất cả các bạn nha. Bye bye. Rồi bây giờ phải mở cái mặt nạ ra. Đúng rồi. Đây là các đơn của các bạn đặt hàng trên Shopee nha. Và bây giờ Ngộ Không sẽ đi gửi hàng cho các bạn nha. Đó. Đây. Cảm ơn các bạn nha.